trang trí phòng karaoke mới. Mẫu đèn này có tên gọi là DJ Royal Singer 2-in-1 Mew. Nó phù hợp để mọi người trang trí cho quán karaoke, phòng bay, những quán cà phê nhạc DJ sôi động hoặc là trang trí cho những buổi tiệc party tại nhà. Đèn thiết kế rất là nhỏ gọn để mọi người có thể dễ dàng treo lắp và nó rất là tiết kiệm điện. Đèn có thể sử dụng tốt cho không gian từ 15 cho đến 50 mét vuông. Đèn kết hợp giữa đèn laser và đèn led quét tia 7 màu, nó tạo ra một không gian rất là ảo. Đây là một mẫu đèn mới nhất của công ty bên mình. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế từ studio của công ty BAH. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Bose L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.